Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay tối thứ ba hàng tuần chúng ta học tiếp thiền xá lợi thứ mấy? Tám mấy? 83 phải không? Ta học xá lợi số 83. Hôm nay chúng ta học về Tam Tạng Giáo Điển. Tam Tạng Giáo Điển. Thì cái chữ Tam Tạng Giáo Điển nè, ở trong tiếng Bali gọi là Tipitaka. Tipitaka là Tam Tạng Giáo Điển. Thứ nhất á, chúng ta định nghĩa về Tam Tạng là gì? Định nghĩa chỉ chữ Tam Tạng. Tam nghĩa là ba, cái này là số ba nè. Tạng á là chứa, là kho, cái kho chứa. Nên là đây là cái kho chứa ba cái tạng. Đó là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Nên một người nào đó mà thông ba cái tạng này thì gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Ở đó chúng ta nghe trong phim Tây Du Ký á, nói là đường Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang, hoặc là đời Diêu Tần ngày Tam Tạng Pháp Sư Tu Ma La Thập dân chiếu dịch kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa thứ nhất. Ví dụ như vậy đó, thì chữ Tam Tạng có nghĩa là ba cái kho chất chứa toàn thể giáo điển của nhà Phật đều chất chứa ở đây. Khi mà Đức Phật ngài còn ở thế gian á, thì ngài đi thuyết, thuyết kinh. Ngài đi thuyết kinh tức là dạy Đức Phật ra đi thuyết, dạy cho người ta phương pháp tu. Đối với cái người đã phát tâm tu thì Đức Phật dạy cho phương pháp tu. Cái người chưa phát tâm tu thì Đức Phật dạy pháp khai thị để phát tâm tu. Do đó một người á, tu tập nó có hai cái chuyện mức. Chừng mức thứ nhất á, là chừng mức hiểu, hiểu về cuộc đời, hiểu về sự thật, hiểu về sự thật cuộc đời. Nên ra cái người đó đã phát tâm tu tập. Khi phát tâm tu tập rồi á, nó mới qua cái ngưỡng thứ hai, là cái ngưỡng học cái phương pháp tu tập, học phương pháp tu và thực hành cái phương pháp tu đó, thực hành cái pháp tu đó. Cho nên á, là nếu một người mà không hiểu gì hết mà đi học cái phương pháp tu á, thì nó cũng không tới nơi tới chốn được. Là tại vì á, người đó chưa có phát tâm tu. Mà người phát tâm tu á, là người phải hiểu đạo. Người hiểu cái thế gian này nó không bền, không chắc. Và người đó hiểu được rằng có những cái phương pháp mà để rời khỏi tất cả những đau khổ của kiếp sống nhân sinh, cũng như là kiếp sống của tất cả các loài chúng sinh. Cho nên đó, cái người nào mà không có biết đạo á, thì Đức Phật thuyết cho hiểu đạo, gọi là pháp khai thị. Pháp khai thị, pháp khai thị tức là mở ra cho thấy cái sự thật của cuộc đời này. Nên người đó không còn ham thích nữa, nên phát tâm tu tập, nên người đó mới phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề. Khi phát tâm bồ đề rồi thì phải học cái phương pháp tu. Học cái phương pháp nào để tu và thực hiện đúng cái con đường tu tập đó thì gọi là chánh pháp. Chánh pháp là một phương pháp tu đúng để đắc quả thánh. Nên người nào mà tu đúng để đắc quả thánh thì người đó tu đúng chánh pháp. Chánh pháp tức là một cái phương pháp đúng. Cái chữ chánh nghĩa là gì đó? Chánh nghĩa là đúng đắn, nghĩa là chân thật. Cho nên đó, một cái phương pháp đúng đắn sẽ đi đến cái con đường giải thoát giác ngộ, khỏi tất cả những đau khổ của kiếp sống nhân sinh. Cho nên đó, khi mà Đức Phật ngài dạy cho người ta cách tu tập, ngài dạy cho người ta cách tu tập trong vòng 45 năm. Và cái này theo Nam truyền, trong vòng 49 năm theo Bắc truyền.
là Đức Phật dạy cho người ta cái cách thức tu tập. Thì một người á mà phát tâm để tu tập á thì gồm có hai cái dạng. Một cái dạng thứ nhất á là dạng xuất gia, là dạng rời khỏi nhà thế tục. Còn cái dạng thứ hai á là dạng cư sĩ tại gia, tức là người còn để tóc. Người xuất gia á thì là người cạo tóc, đắp y, rời khỏi gia đình, sống đời sống không gia đình. Còn người ở tại gia á thì để tóc, mặc áo cũng bình thường ở thế gian, không có đắp y, và ở tại gia đình, có vợ có con. Và hai người ở tại gia và xuất gia này nè, mà muốn tu tập được thì phải có cái pháp hỗ trợ cho sự tu tập. Cái pháp hỗ trợ cho cái sự tu tập á thì được gọi là giới. Không giới hỗ trợ thì trong cái sự tu tập sẽ không đạt được cái kết quả cao như mà mình mong muốn. Nên giới nó tạo ra cái môi trường để cho người ta tu tập. Giới là cái môi trường để cho tu tập. Như vậy thì cái môi trường ở tại gia là giới của cư sĩ. Cái môi trường ở tại gia đó thì là giới cư sĩ. Còn môi trường xuất gia, môi trường xuất gia là giới của người xuất gia, để hỗ trợ cho quá trình tu tập. Như vậy đấy gọi là giới. Và khi á, tăng đoàn sinh hoạt, tăng đoàn tức là người xuất gia, tăng đoàn sinh hoạt hoặc là Phật tử sinh hoạt theo các cái đạo tràng như vậy, thì nếu mà quy định những cái giới mình cần phải giữ để tu tập mà người đó không giữ thì người đó gọi là phạm. Phạm á thì có cái luật để răn đe, luật để răn đe, để phạt, để chế tài. Và đồng thời trong tăng đoàn hoặc là trong các đạo tràng Phật tử muốn ổn định thì bắt buộc phải đưa ra một số cái quy định, những nguyên tắc đó cũng nằm trong luật ở trong đời sống của tăng đoàn. Luật quy định cho những cái người tu tập. Giới nó khác nhau, giới là giữ để tu cho cá nhân, còn lực á là khi ta phạm vào điều đó thì sẽ có lực. Và luật là cái nơi cộng trú sống chung thì phải có nguyên tắc, ai phạm những cái nguyên tắc đó cũng gọi là phạm luật. Nên hai cái này cộng lại thì ta gọi là giới luật. Hai cái này cộng lại á thì gọi là giới luật. Còn kinh á là những điều mà Đức Phật dạy ở pháp khai thị và pháp thực hành. Ví dụ như là khai thị để cho người ta phát tâm tu tập, và pháp thực hành là phương pháp hành trì. Hai cái này cộng lại thì được gọi là cái tạng kinh, tức là được ghi chép lại thì được gọi là tạng kinh. Còn cái phần giới và phần luật á thì gọi là cái tạng luật. Còn cái phần cuối cùng á là cái tạng luận. Tạng luận này ở Nam truyền, á thì gọi là A Tỳ Đàm. Còn ở Bắc truyền á thì tạng luận á là tạng để làm sáng tỏ kinh và luật. Tạng làm sáng tỏ kinh luật. Luận trước, luận trước có nghĩa là gì? Là một cái quyển sách luận làm sáng tỏ kinh và luật viết trước đó. Nhưng người ta vẫn không hiểu thì cái cuốn sau người ta sẽ viết để giải thích lại tạng luận đầu tiên. Nên ở trong kinh đó gọi là sớ sao, sớ giải, nên gọi là sớ sao, sớ giải. Rồi giải thích cái sớ sao, sớ giải này gọi là phụ sớ.
gọi là phụ sớ, rồi giải thích cái phụ sớ này gọi là phụ sớ. À, thì chúng ta biết những cái từ mà chuyên môn ở trong nhà Phật vậy, để mai mốt mà mình học kinh điển của nhà Phật thì chúng ta cũng hiểu được điều này. Chúng ta không may mắn như là những người sanh ra cùng thời Đức Phật. Những vị mà sanh ra cùng thời Đức Phật á, những vị đó rất là may mắn khi được trực tiếp từ kim khẩu của Đức Phật, hoặc là từ kim khẩu của các vị La Hán cùng thời với Đức Phật nói ra, không ghi chép qua các cái văn bản kinh, không ghi chép bằng chữ, cho nên cái độ thuần tí, nội dung ý nghĩa rất sát với lời Đức Phật dạy. Nhưng khi chúng ta qua ngôn ngữ, chúng ta dịch thì tam sao thất bổn, ba lần sao chép sẽ mất đi cái bản gốc, tức là không còn y chang như cái bản gốc nữa. Do đó mà kinh điển ngày hôm nay chúng ta học phải học rất là nhiều để so sánh, để đối chiếu lại. Chúng ta qua cái phần thứ hai là cái phần xuất xứ. Về Tam Tạng á, xuất xứ. Đức Phật ngày thuyết pháp 49 năm theo Bắc truyền và 45 năm theo truyền thống của Nam truyền, cho đến khi ngài được 80 tuổi thì ngài chọn ở cái nơi gọi là Kaushina, gọi là Kushinara. Ngài chọn cái nơi Kushinara để ngài nhập niết bàn dưới hai cái tàng cây gọi là Sala Song Thọ, nên có câu là chốn sông Lâm mây ẩn đó U Đàm, thuyền Bát Nhã xuôi dòng tịch diệt. Chốn sông Lâm là dưới hai tàng cây song song, hai tàng cây trong rừng á, chốn sông Lâm mây ẩn đó U Đàm, có nghĩa là nói Đức Phật tịch diệt dưới hai tàng cây. Thuyền Bát Nhã nó là mặt trời trí tuệ, Bát Nhã là trí tuệ, xuôi dòng tịch diệt là vắng bóng từ đây. Cho nên ta dùng cái câu chữ Hán gì ta để diễn tả cái sự khuất bóng của Đức Phật ở trên thế gian này, nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn. Và khi Đức Phật 80 tuổi, đêm 15 tháng 2, ngài chọn nơi Kushinara, ngài nhập Niết Bàn. Sau đó ngài giao quyền lãnh đạo giáo đoàn cho ngài Mahakassapa, tất nhiên là thường ta gọi là tổ Mahakassapa. Thì tổ Mahakassapa nối tiếp Đức Phật lãnh đạo giáo đoàn, nên đó nhà Phật gọi là truyền y bát. Truyền y bát, tại vì bát y á là mặt, bát á là dùng để sinh hoạt ăn uống. Hai cái này để tồn tại sự sống cho một người khất sĩ. Và đạo Phật vào thời Đức Phật là đạo khất sĩ, cho nên đó là đi khất thực để sống. Nên y bát trở thành cái vật tối quan trọng trong đời sống của một người tu sĩ. Không có y bát tồn tại được sự sống. Cho nên đó muốn tồn tại tăng đoàn để tu tập thì cái dòng truyền thừa người ta gọi là truyền y bát. Từ đó xuất phát từ truyền y bát, nên y bát của Đức Phật truyền sang vị đầu tiên là truyền cho ngài Ca Diếp, nên ngài Ca Diếp gọi là đệ nhất tổ. Đệ nhất tổ. Và ngài Ca Diếp truyền cho ngài A Nan, ngài A Nan truyền cho ngài Ubakukda, ngài Ubakukda truyền cho ngài Thương Na Hòa Tu, truyền lần á, truyền tới cái tổ thứ 28 gọi là Bồ Đề Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma.
Và tổ 28, ngài không tu Ấn Độ, ngài đi qua Trung Hoa. Ngài đi qua Trung Hoa vào thời của vua Lương Võ Đế, tức là vào thời thế kỷ thứ 6, thứ 7 đầu đời của nhà Đường á, của Trung Hoa. Thì qua đó ngài truyền thừa thêm 5 vị nữa, Thần Quang, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn, Lục Tổ Quy Năng. Tức là ngài truyền sang 5 vị nữa, thì 28 cộng cho 5 ra được là 33. Và tới đây là hết truyền, không truyền thừa nữa. Tại vì Phật Pháp lớn rộng quá, cho nên không truyền thừa tiếp tục, mà truyền theo tông phái, chứ không có truyền theo dòng của Phật giáo từ thời Đức Phật nữa. Cho nên đó là chỉ có 33 vị được truyền thừa thôi. Vị thứ 33 là Lục Tổ Huệ Năng. Mà tại sao 33 mà gọi là Lục Tổ? Có nhiều người nói là 3 cộng 3 bằng 6 nên gọi là Lục Tổ. Nó không phải, Lục Tổ là ông Tổ 6 á. Như vậy á, thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma á, qua bên Trung Hoa trở thành Tổ thứ nhất ở tại đất nước Trung Hoa. Mới truyền thêm 5 vị nữa tới Lục Tổ Huệ Năng là vị thứ 6. Cho nên gọi là Lục Tổ. Lục Tổ đó là ở tại Trung Hoa, kêu là Lục Tổ. Chứ đáng lẽ là Tam Thập Tam Tổ thì mới đúng. Nhưng mà tại vì tại đất nước Trung Hoa thì ngài là Tổ thứ 6, Bồ Đề Đạt Ma là Tổ thứ nhất của Trung Hoa, nên gọi là Lục Tổ. Mà ngài tên là Huệ Năng nên là Lục Tổ Huệ Năng. Đơn giản thôi. Và ở nơi của ngài bây giờ á, thì vẫn còn kim thân của ngài. Ngài nhập vào trong thiền định, ngài ra đi mấy trăm năm, thân của ngài còn nguyên, không rã tan, bằng xương bằng thịt. Ở Việt Nam mình á, cũng có hai vị ở chùa Đậu Hà Tây á, thì là ngài từ Đạo Chân, từ Đạo Tâm, tức là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, có hai vị đó Việt Nam mình. Trên thế giới mà để kim cương thân bất hoại như vậy đó thì hiếm lắm, không có nhiều. Mà Đạo Phật Việt Nam mình cũng danh dự được một số vị để làm cho vinh danh Phật giáo Việt Nam. Như vậy thì Đức Phật ngài truyền cho ngài Tổ Maha Kassapa, tức là Tổ Ca Diếp. Thì trong một lần Tổ đi ngang một cái làng nọ, nghe một cái người thầy dạy cho người học trò bốn cái câu kệ. Người sống 100 năm không thấy hạt tủy não, còn thua sống một ngày mà thấy hạt tủy não. Là trời sao cái câu kệ nghe nó lạ dữ vậy. Thì ra câu kệ đó rằng là người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Ông thầy á, ông truyền cho trò mà ông quên trước quên sau, đem truyền cho đệ tử mình á, ông đọc vậy đó. Người sống 100 năm không biết hạt tủy não, còn thua sống một ngày biết hạt tủy não. Tức là từ một cái bài pháp của Phật mà ông chuyển thể qua hồi sao thấy nó chết quất. Nên nói ngài Ca Diếp á, nó nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà trong đó là có một cái nguyên nhân nhỏ. Nên ngài Ca Diếp muốn chỉnh trang lại những cái lời dạy của Đức Phật mà nhiều vị A-la-hán đều công nhận những cái lời dạy đó, để truyền tụng lại mai sau, để mai sau nắm những lời dạy của Đức Phật mà tu tập không bị sai đường lạc lối. Cho nên ngài tổ chức một buổi gọi là kết tập kinh điển. Ngài tổ chức một buổi gọi là kết tập kinh điển. Lần nhất, cái lần kết tập này nè, sau Phật á, lịch tức là Phật nhập Niết Bàn á, có 100 ngày thôi, tức 3 tháng 10 ngày. Có 100 ngày thôi.
thì lúc đó có 499 vị Đại La Hán tham dự, cộng với ngài A Nan nữa là 500. Nhưng ngài A Nan lúc đó ngài chỉ đắc sơ quả nhị quả thôi, chứ ngài chưa đắc tứ quả A La Hán, nên không được đi vào đây kết tập. Tại vì đại hội kết tập kinh điển này ở tại núi Kỳ Xà Quật, ở hang Thất Diệp, ở Ba La Nại. Thì ngài A Nan buồn quá, nên đêm đó đó ngài nhớ lại những cái lời dạy của Đức Phật, và ngài đã ra sức hết sức mình để công phu tu tập. Thì đêm đó khoảng chừng 3 giờ sáng, ngài mệt quá, ngài nằm xuống nghỉ. Trong lúc cái thân ngài nghiêng thế này nè, ngài đắc quả A-la-hán. Cho nên sáng hôm sau ngài đi vào kết tập kinh điển, thì ngài Ca Diếp á mới ra lệnh đóng cửa, đóng cửa cái hang động đó lại để thanh tịnh cho các vị La Hán trong kết tập kinh điển. Nên ngài A Nan phải dùng thần thông, ngài nép mình qua cái kẹt cửa, ngài đi vào. Và đúng là 500 vị A La Hán kết tập kinh điển. Thì ngài A Nan á là được phân công trùng tuyên kinh Luật Luận á, thì được ngài Ca Diếp và tăng đoàn lúc đó đó thì phân công, phân công trùng tuyên lại Đức Phật. Trùng tuyên tức là đọc lại, đọc lại lời Đức Phật thuyết bằng hai thứ, hai cách tương đương. Cái thứ nhất á là nói nội dung Phật thuyết. Cách thứ hai là đọc nguyên văn. Cho nên kết tập kinh điển hai cách này cộng lại, nói nội dung có nghĩa là gì? Ví dụ như Đức Phật buổi sáng đó vào trong làng, gặp một anh nông dân đang khơi nước. Đức Phật đến đó dạy cho anh nông dân về quán tứ niệm xứ. Nói gì nội dung á? Nhưng mà Đức Phật đâu có phải nói gì đâu. Đức Phật gặp anh nông dân nó là này hiền giả, sao đó có bốn niệm xứ. Thứ nhất là quán thân trên thân, thứ hai là quán thọ trên thọ, thứ ba là quán tâm trên tâm, thứ tư á là quán pháp trên tất cả các pháp. Như thế nào gọi là quán thân trên thân? Ví dụ như Đức Phật dạy vậy đó, nhưng mà khi mà chúng ta kể lại á thì kể ngắn gọn thôi. Tức là Đức Phật gặp anh nông dân và nói một cái bài kinh tứ niệm xứ, và anh nông dân á đã liễu ngộ và xin Đức Phật cho phép mình đi xuất gia trở thành vị tỳ kheo. Đức Phật liền nói: Thiện lai tỳ kheo. Cái đó là lặp lại đây, nói thiện tỳ kheo là đọc nguyên văn của Đức Phật. Thiện lai tỳ kheo, câu đó là đọc nguyên văn. Nhưng mà cái trình tự nãy giờ người ta kể lại câu chuyện, nên kinh điển thì ta kể lại câu chuyện, nói lại nội dung và là dẫn chứng lại nguyên văn. Nếu nguyên văn đó ngắn gọn, những câu nói của Đức Phật ngắn gọn ta dẫn lại nguyên văn, còn những cái lời nói của Đức Phật dài ta nói là nội dung. Cái cách đó đó để kết tập. Do đó mà ngài A Nan được phân công trùng tuyên lời kinh, tức là trùng tuyên lại lời dạy của Đức Phật. Những bài nào mà ngài A Nan không biết, bài kinh nào ngài A Nan không biết, thì các vị A La Hán nào có chứng kiến khi Đức Phật thuyết ra sẽ trùng tiên A La Hán. Các vị là A La Hán trùng tiên. Nếu bài kinh nào ngài A Nan không biết, ngài A Nan Đức Phật sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng họ anh em chú bác. Khi mà Đức Phật ngài thành đạo, ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ sau mấy năm, 3 năm ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ, thì lúc đó ngài A Nan và thêm 6 Dương Tôn công tử nữa xuất gia. Ví dụ như ngài A Nan ta gọi là A Nan Đà,
rồi đó là ngài Rahula, La Hầu La, La Hầu La, rồi ngài Ana Lực, Anuruddha, Ana Lực, rồi là ngài Nang Đà, ngài Nang Đà là chú của La Hầu La, ngài Nang Đà, rồi ngài Đề Bà Đạt Đa, vân vân, tổng cộng là 7 người ở trong hoàng tộc á, dòng họ Thích Ca đi tu. Và ngài A Nan á thì ngài tu khi mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ đầu tiên. Nhưng mà đến khi á, lúc đó là Đức Phật khoảng 34 tuổi, 33, 34, cỡ đầu năm 30, 31, 32, 33, 33 tuổi. Năm đó Đức Phật khoảng 33 tuổi. Cho đến khi Đức Phật 55 tuổi, 55 trừ 33 còn lại 22, đúng không? Như vậy thì lúc Đức Phật 55 tuổi thì ngài Cần Thị Giả, thì lúc đó ngài A Nan mới xin phép tăng đoàn cho ngài A Nan làm thị giả Đức Phật, và Đức Phật hứa khả cho ngài A Nan làm thị giả cho Đức Phật. Như vậy thì 22 năm xuất gia, ngài A Nan mới thật sự ở kế bên Phật, đi theo Phật. Còn trong 22 năm đó, có khi nghe pháp, có khi theo Phật, và có khi ở khu này khu kia để tu tập. Cho nên á là 3 năm đầu tiên thuyết pháp là ngài A Nan hoàn toàn không có nghe Đức Phật thuyết pháp. Thứ hai nữa, 3 năm đầu tiên ngài không nghe, 22 năm có bài nghe bài không. Đi xuất gia khi nào ở gần Đức Phật, Phật giảng chúng hội mới nghe, còn giảng cho chỗ khác đâu có nghe. Như vậy á thì 22 năm có nghe, có bạn nghe bài không, còn 3 năm này không có nghe luôn. Và trong 80 năm Đức Phật trụ thế, năm 55 tuổi trừ cho 80 còn 25, 26 năm. Khoảng đây khoảng 25, 26 năm. Ngài A Nan đã theo Đức Phật, nên tất cả những bài Đức Phật thuyết ngài A Nan đều nghe. Và những bài nào mà Đức Phật thuyết ngài A Nan không được nghe, thì khi đi về Đức Phật nói lại cho ngài A Nan về nội dung ngài thuyết. Đây là cái điều kiện mà ngài A Nan đặt ra cho Đức Phật trước khi là đi theo Đức Phật làm thị giả. Trong những cái điều kiện thì trong đó có một điều kiện là khi ngài A Nan không nghe Đức Phật thuyết bài đó thì Đức Phật phải về nói lại cho ngài A Nan để ngài A Nan hiểu. Tại vì có những nơi á mà ngài A Nan không có theo. Ví dụ như ở cõi trời, ở cõi địa ngục, ngài A Nan không thể theo được là tại vì ngài A Nan không có đủ thần thông thần lực để theo Đức Phật. Nên những cái bài kinh như kinh Địa Tạng, như A Tỳ Đàm, Đức Phật thuyết ở cõi trời đau lợi, như bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật thuyết ở cung rồng Tai Kiệt La, thì ngài A Nan cũng không có cơ hội mà nghe. Cho nên đó Đức Phật ngài nói lại cho ngài A Nan sau đó. Cho nên trùng tuyên lại lời của Đức Phật thì ngài A Nan có thể trùng tuyên chính xác là 25 năm đi theo Đức Phật mà thôi. Còn 22 năm có bài nghe bài không nghe, còn 3 năm đầu á là không có nghe bài nào luôn. Tại vì lúc đó ngài A Nan chưa đi xuất gia, Đức Phật chưa về thành Ca Tỳ La Vệ. Cho nên cái bài kinh Tứ Diệu Đế á, rồi bài kinh Vô Ngã Tướng là thiết khi Đức Phật mới thành đạo vừa xong,
Cho nên những bài kinh này Ngạ Nan cũng đã chưa từng nghe trực tiếp, mà có thể Ngạ Nan nghe lại khi Đức Phật thuyết cái bài kinh này trong những hội chúng khác, chứ không phải hội chúng đầu tiên. Tại vì pháp của Đức Phật thuyết á, về nội dung á, có thể bị trùng, là tại vì ai cần cái nội dung nào thì Đức Phật thuyết cái nội dung đó, cho nên nội dung có thể bị trùng. Nên tất cả bài kinh mà để trùng nội dung vậy đó thì sau này được chép trong cái kinh gọi là tương ưng. Tương ưng có nghĩa là những bài kinh mà giống nhau. Và cái tạng luật á, gồm có giới luật á, thì ngài Ubali, ngài Ubali trùng tiên. Tại vì ngài Ubali là một trong 10 đại đệ tử của Phật và đệ nhất về giới luật, cho nên ngài Ubali là được các vị A La Hán và tổ Ma Ha Ca Diếp phân công là trùng tiên lại cái phần giới và phần luật ở trong nhà Phật. Và cái tạng thứ ba là cái tạng A Tỳ Đàm, kết tập kinh điển lần đầu tiên á. Cái tạng thứ ba là A Tỳ Đàm, thì cái tạng A Tỳ Đàm này là được ngài Xá trùng tiên. Ngài Xá Lợi Phất cũng không nghe Đức Phật thuyết A Tỳ Đàm ở cung trời Đao Lợi, tại vì ngài không có trong hội chúng đó. Nhưng mà khi Đức Phật về với thế gian gặp ngài Xá Lợi Phất, nên ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là Đức Phật lên cõi trời thuyết về phần nào, thì Đức Phật nói là thuyết về A Tỳ Đàm. Thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi tiếp là A Tỳ Đàm thì Đức Phật thuyết phần nào, thì Đức Phật mới thuyết nói về mẫu đề cho ngài Xá Lợi Phất, tức là nói cái tựa. Ví dụ như nói tựa nói về pháp, ngài nói về pháp chân đế về tục đế. Ví dụ như đó, pháp á, chân đế, có chân đế hữu di, có chân đế vô di, pháp á, là tục đế, thì là có các cái phần tâm, tâm sở và sắc pháp. Ví dụ gì đó, nói cái đề mục đầu tiên không à. Khi nói đề mục đầu tiên đó vậy đó, thì ngài Xá Lợi Phất mới khai chuyển ra, tại ngài là đệ nhất trí tuệ và ngài là vị A La Hán, cho nên ngài khai chuyển ra, ngài dạy lại cho 500 đệ tử của mình. Cho nên sau này người ta kết tập kinh điển đó là người ta lấy lại cái văn bản mà ngài Xá Lợi Phất dạy cho 500 đệ tử mình bằng cái mẫu đề Đức Phật nói, chứ không có nghĩa là dạy bằng cái bài kinh được chép ở cung trời Đao Lợi. Cho nên á, ai mà sau này có thần lực thần thông á, hãy về cung trời Đao Lợi tìm cái bài kinh đó, coi chừng chư thiên đã còn giữ ở trong kho ở trên đó đó, ở cung trời Đao Lợi, tại thiết trên đó mà nhằm khi chư thiên ghi chép lại bằng ngôn ngữ ở trên trời. Nên ai có thần lực thần thông mà bay về được cõi trời Đao Lợi đó, thì hãy nhớ một cái điều là hãy tìm cái bản A Tỳ Đàm gốc. Khi Đức Phật về trên đó trong vòng có 3 tháng thế gian, trong vòng 3 tháng thế gian, một ngày một đêm ở cõi trời Đao Lợi bằng 200 năm của thế gian lại. Mình suy ra 3 tháng thế gian thì chảnh chỉ có không có bao lâu chứ á, chắc vài phút vậy thôi à, không có nhiều đâu trên cõi trời á. Đâu mình suy ngược lại cây, một ngày một đêm là 24 tiếng đồng hồ trên đó đó, thì bằng 200 năm ở thế gian. Mà ở thế gian chỉ có là 3 tháng thôi, 3 tháng là bằng 1/4 năm thôi, thì ra được bao nhiêu giờ ở trên đó, bao nhiêu phút ở trên đó, hiểu không? Tính cái bài toán này là mình tính tỷ lệ á, ra được bao nhiêu phút ở trên đó. Như vậy Đức Phật thuyết ở trên đó khoảng mấy phút à? Như vậy là mà hết cái bài kinh A Tỳ Đàm, tức là
kinh A Tỳ Đàm á, luận A Tỳ Đàm á, thì nếu mà giấy A4 á được ghi chép lại khoảng 950 trang là ghi gọn lại đó. Như vậy á thì Đức Phật thuyết á một cái từ, nói thế gian một cái từ á thì bằng ở trên cõi trời Đức Phật nói 128 từ. Ở dưới này nói một từ vậy không á, là trên cõi trời phải nói 128 từ, nói nhanh vậy đó. Nên chư thiên á, các vị đó rất là thông minh, trí tuệ mới có thể lãnh hội được cái nói một cách nhanh như vậy, trong thời gian nén cái ngôn ngữ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà các ngài hiểu. Chứ nói bình thường mình thì không đủ cái thời gian trong 3 tháng để giảng cái bộ kinh A Tỳ Đàm, cái bộ luận A Tỳ Đàm. Như vậy thì lần đầu tiên mà kinh điển được kết tập á, bằng cách trùng tuyên đọc lại những lời Đức Phật bằng nội dung hoặc là dẫn chứng những lời của Đức Phật thuyết, tất cả mọi người dùng cái phương pháp nhớ, nhớ ở trong tâm, nhớ trong đầu, nhớ trong tâm, nhớ trong tim những lời của Đức Phật dạy, chứ không có văn bản, và kết tập bằng ngôn ngữ Magadhi, ngôn ngữ Magadhi là ngôn ngữ Ma Kiệt Đà, ngôn ngữ Ma Kiệt Đà. Đà. Đất nước Ma Kiệt Đà là đất nước lớn của vua Basenadi, một cái đất nước rất lớn và nền kinh tế phát triển, nên nó ảnh hưởng tới cả khu vực về ngôn ngữ và đồng tiền. Cho nên xung quanh đó người ta xài đa phần là xài tiếng Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà trở thành tiếng phổ thông của một cụm nhiều vương quốc, trở thành tiếng phổ thông ai cũng biết. Cho nên nếu mà Đức Phật ngài dùng tiếng Kapilapattu, tức là Ca Tỳ La Vệ, tức là bản ngữ gọi là tiếng Sanskrit, thì có một nhóm nhỏ người biết, hàng quý tộc mà thôi, còn đa phần dân chúng sẽ không hiểu. Cho nên Đức Phật thuyết pháp bằng một ngôn ngữ duy nhất, đó là tiếng Magadhi, tức là tiếng Magadha. Người ta mới đặt câu hỏi, nếu như vậy lúc mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật thuyết bằng tiếng gì? Dĩ nhiên phải thuyết bằng tiếng của thành Ca Tỳ La Vệ rồi, hiểu không? Đúng không? Như vậy những cái bài kinh mà được kết tập khi thuyết ở thành Ca Tỳ La Vệ bắt buộc phải chuyển qua tiếng Ma Kiệt Đà, tiếng Magadhi. Thấy phức tạp về ngôn ngữ không? Chuyển vào thời đó, nếu mà kết tập kinh điển lần thứ nhất mà liên quan tới những bài kinh mà Đức Phật giảng dạy ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, thì Đức Phật phải thiết bằng tiếng mẹ đẻ của ngài, tại ngài về quê hương của ngài không bao giờ ngài nói ngoại ngữ đối với người dân của mình, đúng không? Nên xét về mặt ngôn ngữ học đó, các nhà nghiên cứu cũng đau đầu nhiều lắm chứ không phải chuyện chơi. Nhưng ngài tìm ra là Đức Phật thiết tiếng phổ thông là tiếng Magadhi, mà tiếng Magadhi này không phải là ngôn ngữ của Đức Phật. Ngôn ngữ Đức Phật là tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn. Như vậy Đức Phật thuyết bằng ngoại ngữ của mình, có nghĩa là ngài nói bằng ngoại ngữ, giống hệt như thầy đây, thầy đi thuyết bằng tiếng Anh chứ không thuyết bằng tiếng Việt. Như vậy á mà ngài thuyết bằng tiếng Magadhi, mà để cho tất cả mọi người đều hiểu trong những câu ngắn gọn như vậy, thì nếu về trình độ thế học, về ngôn ngữ học á, thì Đức Phật đã gọi là vượt trội vào thời đó. Cái đó là thuộc về thế gian. Nên đó, những cái điều này là Đức Phật đã học trước đó, học hồi nhỏ lớn lên, và học trong quá trình đi học đạo tu tập. Ngài đã học tới ngôn ngữ của ngài là ngôn ngữ mẹ đẻ, là ngôn ngữ Sanskrit. Nhưng ngài thiết bằng tiếng Magadhi, thiết bằng ngoại ngữ. Cho nên chúng ta học rồi mới thấy được là cái chân trời
mở ra với một bậc siêu trí tuệ, Ngài có thể làm được tất cả. Cho nên ông vua Vasenadi á, ông lại Đức Phật. Cái người ta nói là đồng thời vua với nhau không, sao ông lại người ta? Thì ông vua ông nói rằng cái á mà tôi làm không được á thì Đức Phật làm được, còn cái tôi làm được á thì Đức Phật làm một cách dễ dàng. Ông nói hai câu vậy đó, hai câu đó cho nên nổi tiếng. Cái tôi làm không được á thì Đức Phật làm được, còn cái tôi làm được thì Đức Phật làm dễ dàng. Cho nên vì lý do đó mà tôi phải lại Ngài, tôi phải lại Đức Phật. Chứ đồng thời là vua với nhau không ạ? À? Ai cũng là vua, tại sao ông vua này lại về lại ông vua kia, người ta thắc mắc vậy đó. À, nên á, kết tập bằng ngôn ngữ á, Magadhi, tức là ngôn ngữ Ma Kiệt Đà. Nhưng mà ngày nay người Ấn Độ á, không xài ngôn ngữ Ma Kiệt Đà và cũng không xài ngôn ngữ bằng tiếng Sanskrit, tiếng Phạn, mà ngày nay á, người ta xài bằng tiếng Hindi. À, cái tiếng Hindi ở Ấn Độ giờ á, ta xài bằng tiếng Hindi. Đa phần theo đạo Hindu, đạo Phật ha, ở Ấn Độ là mất 800 năm nay rồi, tức là ở Ấn Độ không còn đạo Phật. Sau khi thế kỷ năm 1200 mấy là thế kỷ thứ 13, Hồi giáo đã, tức là Islam đã tấn công vào Ấn Độ và tiêu diệt đạo Phật tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13 đến hôm nay thế kỷ thứ 21. À, thì là khoảng ngót 800 năm đạo Phật đã hoàn toàn vắng bóng ở tại đất nước Ấn Độ. Và từ đó đạo Hindu người ta thờ Phật như là thờ một cái vị thần, gọi là thần Vishnu, tức là thờ Đức Phật như là một vị thần ở trong đa thần giáo mà thôi, chứ không phải là Đức Phật là bậc giác ngộ duy nhất ở trên thế gian theo cái quan niệm của nhà Phật. Như vậy thì kinh điển được kết tập bằng cách trùng tiên. Và sau đó 100 năm sau, tức là 100 ngày đầu tiên 100 ngày là kết tập kinh điển lần thứ nhất, lần 1. Lần 2 là 100 năm sau cũng làm y như vậy, cũng tổ chức buổi kết tập kinh điển và cũng đọc lại lời của Đức Phật ở kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất. Tất cả những gì mà trong cuộc đời của Đức Phật đi thuyết pháp ngót nghét từ khi Ngài theo truyền thống Bắc truyền là năm 30 tuổi cho đến khi 80 tuổi là 49-50 năm đi thuyết pháp, được ghi chép lại hết. Không phải là ghi chép mà ghi chép ở trong tâm á, nhớ lại hết. Đình đây cái kinh điển được nhớ lại. Thì lần thứ hai này cũng vậy, được lặp lại y như lần thứ nhất. Cho đến lần thứ ba, theo truyền thống Bắc truyền á, thì vua A Dục đăng quang hoàng đế là vào khoảng năm là 273, năm 273 của Phật lịch đó. Khoảng đó theo trong Bắc truyền, năm truyền cái năm sai lệch chút khác nhau. Thì vua A Dục làm vị vua đầu tiên ở tại đất nước Ấn Độ, đã thống nhất toàn cõi Ấn Độ là thành một nước. Ví dụ như ở bên Trung Hoa, cái vị vua đầu tiên mà thống nhất đất nước Trung Hoa đó là ông vua Tần Thủy Hoàng. Ông thống nhất 6 nước lại thành một nước duy nhất ở đất nước Trung Hoa. Ở Ấn Độ lần đầu tiên ở Ấn Độ là vua A Dục thống nhất toàn thể đất nước Ấn Độ. Ở Việt Nam, vị vua đầu tiên thống nhất Việt Nam là vua Đinh Bộ Lĩnh, vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân để thống nhất cõi Việt Nam lần đầu tiên. Nên đất nước nào mà có sự nội chiến chia rẽ nhau, cái vị mà đầu tiên để mà dẹp loạn là thống nhất đất nước đó thì... có những cái chuẩn bị như thế này. Ví dụ tại Ấn Độ có vua A Dục, và sau khi hoàng đế A Dục thống nhất toàn bộ đất nước thì cái
cái công cuộc lên ngôi hoàng đế A Dục là công cuộc đẫm máu nhất trong lịch sử của Ấn Độ. Ông này có tới 100 anh em ruột ấy, tức là anh em bạn trai nha, nữ tính. Vua cha có tam muôn lục diện, có 100 người con trai. À, có 100 người con trai. Thì trừ ra ổng, nếu mà cộng với vua A Dục nữa thì là 101. Ông là có 101 người con. Thì khi mà vua A Dục á, hồi nhỏ ông xấu lắm, nên các nhà xem dương tướng á, nói ông này lớn lên thế nào ông phản à, cái mặt này mặt phản. Cho nên vua cha quyết định là giết, giết vua A Dục để cho đừng phản. Nhưng mà người mẹ thương con, cách mấy nữa đòi chết đi cứu đứa con. Cho nên cái người chồng thương vợ, cho nên nó để cho người vợ cho lính đem vua A Dục ra ngoài biên cương mà ở ngoài, ở mình ngoài đó với lính hoàng tử. Mà ngoài biên cương đói lạnh chết, chóc tan thương, đánh nhau liên tục ở ngoài biên cương mà. Còn 100 anh em của ông ở nhà vui sướng ở trong hoàng cung. Do đó ông lớn lên ông đâu biết cha mẹ ai đâu, không thấy mặt luôn, chưa về thăm lần nào luôn. Ông lớn lên nhưng mà được cái ông sống với cái dân biên cương nên đánh nhau và trải nghiệm chiến trường là số 1. Mới biết đi là ra trận rồi mà. Nên cái cuộc đời ông là trải toàn là chiến trường xương gió mà. Cho nên về quân sự ông rất giỏi. Nên khi mà vua cha vua cha của ông là bị mày đau nặng, nên ông quyết chí ông kéo quân về. Ông kéo quân về ông giành ngôi vua. Nên gặp những người nào mà đàn ông là ông giết hết, tức là hoàng tử là giết hết. Ông giết hết, giết có một cái vị thái tử, có một vị thái tử chạy thoát. Là thái tử tức là ông vua Tín Lập đó làm vua đó, chạy thoát một ông mà thôi. Và ông bắt dính ông em ruột của ông. Em ruột của vua A Dục á, là em cùng cha cùng mẹ. Còn mấy người kia là cùng cha khác mẹ, nhưng ông em ruột ông cùng cha cùng mẹ, ông giết em ruột đó là thượng tọa Thích Xa, sau này đi tu á là thượng tọa Thích Xa đó. Là em ruột. Và sau này ông mới kéo quân đi qua đánh cái ông anh thái tử. Khi ông ở ngoài biên cương á thì ông có quen với một cái cô nàng. Và sau này cái cô nàng á đó cũng chạy loạn trong đám tàn quân bị chết. Cho nên vua A Dục đánh cái trận cuối cùng là đánh với ông anh của mình á, giết chết hết trơn rồi, giết chết hết 98 người. Còn ông anh ông chạy. Rồi cuối cùng vua A Dục mới kéo bao dây ông anh luôn, đánh luôn. Thì trong cái trận chiến đó là chết người yêu luôn đó. Và đánh tan hết hai bên, đánh nó là không còn ai hết trơn. Ổng thắng mà ổng còn có mấy lính à. Còn bên kia chết hết mà ổng còn có mấy ngoe à. Mà trong một cuộc chiến thắng khủng khiếp không. Ví dụ như 10 muôn binh mà hai bên chết trơn à, bên kia chết không còn người nào hết trơn á, bên ổng chết cũng gần hết luôn, còn có mấy chục lính tàn quân thôi. Trong một buổi chiều rất là đẫm máu, thê lương, tanh hôi mùi máu. Buổi chiều xuống, ổng chiến thắng được gì, quân lính chết trơn. Còn anh em ổng giết sạch bách luôn, không còn ai chứ. Vì cái chiến thắng của ổng thấy cái chiến thắng ổng có vấn đề sao á. Cho nên ổng rất là buồn. Nên sau này ổng mới gặp một cái vị mà đi tu á, cảm quá ổng. Vị này có thần lực, cảm quá ổng. Cho nên ổng mới quy y Phật. Tức là vua A Dục á, ổng quy y Phật. Ổng quy y Phật nên ổng phát tâm, ổng hộ trì tam bảo. Nên là một trong những vị vua hộ trì tam bảo bậc nhất tại đất nước Ấn Độ là vua A Dục. Tất cả các thánh tích ở tại Ấn Độ đều có cái trụ đá, và trên đó có cái dòng chữ của vua A Dục khắc ở trên đó. Ở trên có đầu sư tử là ở trên cái tảng đá đó. Tảng đá đó bề ngang 60 cm và chiều cao đó là 6 m. Ở trên có nguyên cái sư tử ở trên, và dưới này có những cái dòng chữ
của vua Dục khắc trên đó, mà khắc bằng hình như là 6 thứ tiếng khác nhau ở trên đó. À, cho nên á là vua Dục phát động một cuộc kết tập kinh điển lần thứ 3. À, kết tập kinh điển lần 3. Lần này được kết tập và được ghi chép bằng ngôn ngữ. Thì cái ngôn ngữ Ma Kiệt Đà, tức là ngôn ngữ Magadhi, cộng với một ngôn ngữ của địa phương nữa gọi là phương ngữ. Một ngôn ngữ địa phương nữa gọi là phương ngữ. Nên hình thành ra một cái ngôn ngữ mà chép kinh đó gọi là ngôn ngữ Pali. À, thuộc về tiếng Pali. Và văn bản kinh đầu tiên được chép lại bằng tiếng Pali của Ấn Độ. Không chép hết đâu, mà chép những phần kinh chính mà thôi. Và vua A Dục đã có hai người con. Đó là một cái vị hoàng tử đi tu, con của vua A Dục có một hoàng tử đi tu, đó hoàng tử Mahinda. Hoàng tử Mahinda đi tu và có một công nương, tức là công chúa con vua A Dục, đó công chúa Sanghamita. Công chúa Sanghamita là hoàng tử Mahinda, cộng với người chú nữa là em ruột của vua Dục là Tích Xa, là ba người, tức là một ni sư và hai vị thượng tọa, thành lập ra 11 cái phái đoàn truyền giáo. 11 phái đoàn truyền giáo đi tất cả các nơi ở Ấn Độ. Và trong đó cái phái đoàn của ni sư Sanghamita với hoàng tử Mahinda thì đem cái tàng kinh này nè đi qua đất nước của đất nước Ấn Độ về phương Nam, đó là nước Sri Lanka, tức là Tích Lan. Và ở cái này người ta lại kết tập ngược lại kinh điển lần thứ lần nữa, chung lại lần thứ ba kết tập Ấn Độ của đời vua Dục, người ta kết tập ngược lại kinh điển lần thứ ba, được ghi lại bằng tiếng Pali của Sri Lanka. Tiếng Pali của Sri Lanka. Và bộ kinh điển được hình thành đầu tiên đó gọi là kinh Nikaya. Sở dĩ kinh Nikaya được hình thành là đầy đủ nhất về văn bản bằng tiếng Pali á, là ở tại Sri Lanka chứ không phải tại Ấn Độ. Ấn Độ á, thì là một phần thôi, nhưng mà kết tập để mà trùng tiên lại thì đầy đủ. Nhưng mà khi mà viết á, một phần tại lúc đó không có giấy, mà ta viết trên các cái lá. Cái lá đó gọi là lá buông, cái tên của lá gọi là lá buông, hoặc là tên trên những cái thanh tre, thanh gỗ được khắc á, khắc gỗ, hoặc là khắc lên những cái tảng đá. Cho nên bây giờ ở tại Sri Lanka và tại Myanmar, kết tập kinh điển lần thứ 5, thứ 6 ta khắc trên đá toàn bộ kinh Pali, khắc không sót một bài nào hết, khắc trên đá tảng á, khắc hết. Thấy kỳ công cái bộ kinh kinh khủng của nhà Phật, nguyên cái bộ kinh. Và sau này ngài Hòa Thượng Minh Châu á, ngài lấy cái bộ mà được kết tập lần thứ 5, thứ 6, thứ 6 ngài dịch qua tiếng Việt, nên bây giờ gọi là Đại Tạng Kinh Pali bằng tiếng Việt của mình đó. Hiện thời giờ á là tái bản năm 2019 á, là có 13 cuốn. Thầy có bộ này. 13 cuốn. Như vậy á, Phật giáo sau khi kết tập kinh điển lần thứ 2 tới lần thứ 3, giữa khoảng thời gian đó thì Phật giáo được phân phái. Phật giáo được phân phái. Phân phái có nghĩa là phân ra làm hai cái hệ tư tưởng. Một cái hệ tư tưởng á là liên quan tới cái giới luật của nhà Phật. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn mới nói ngài A Nan là sau này ở trong tương lai, nếu giáo đoàn thấy những cái giới phụ nào, giới khinh á mà không phù hợp với thời đại thì hãy thay đổi cái giới đó đi. Như vậy thì sau khi Phật nhập Niết Bàn hơn 100 năm
có những cái vị á, thấy cái thời buổi nó thay đổi nên các vị đó thay 10 cái giới, à, đổi 10 giới. Nhưng mà trong kết tập kinh điển lần thứ nhất á, thì ngài Maha Ca Diếp mới hỏi ngài A Nan là Đức Phật cho phép thay đổi giới nào, à, trong cái luật tứ phần, à, 250 giới của tỳ kheo á. Thì ngài A Nan nói là nghe Đức Phật nói vậy thôi chứ không có hỏi Đức Phật là thay đổi giới nào có thể thay đổi được. Thì ngài Ca Diếp mới quở ngài A Nan tại sao không hỏi chính xác cái giới nào được thay đổi. Do ngài A Nan không hỏi nên ngài Ca Diếp quyết định không được đổi giới nào cả, giữ nguyên. Như vậy mà sao 100 năm có một nhóm thấy có những điều không phù hợp với hiện tại, ví dụ như ở cốc, ở am, rồi muốn nấu ăn trong giới không có được nấu ăn, bây giờ nấu ăn, rồi giờ mua đồ để xây dựng á, thì phải có xài tiền, trong giới không có được cầm tiền, à, rồi không để ăn đồ ăn qua đêm, ví dụ ở đó không chỗ đi khất thực để qua đêm, mai ăn chứ lấy gì ăn, để ăn qua đêm, giống giống gì đó. Thì cái điều như vậy 10 điều này có một số người không đồng ý, nó là 10 điều phi pháp. Cho nên hai cái hệ tư tưởng mình nói là phi pháp chứ không phi pháp là tại vì á, Đức Phật có nói ngạ nan nên người ta căn cứ vào lời nói của Đức Phật đó mà người ta chuyển 10 cái điều này. Nhưng mà ngài Ca Diếp thì không cho chuyển, là giữ nguyên, à, như vậy. Cho nên á, 10 cái điều phi pháp này, vì ai đồng ý á 10 điều phi pháp thì đứng qua một bên, ai không đồng ý 10 điều này đứng qua một bên. Vậy thì chia ra làm hai cái tư tưởng, một cái tư tưởng sửa 10 điều gọi là đại chúng bộ, một tư tưởng giữ nguyên gọi là thượng tọa bộ. Thì sao này thượng tọa bộ mới truyền về phương Nam á, lấy cái bộ kinh Pali thì trở nên Phật giáo của Nam truyền. Đại chúng bộ truyền về phương Bắc, lấy cái tạng kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit làm chủ tu tập, thì được gọi là Đại Tạng Kinh A Hàm. Như vậy thì Phật giáo mới có Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Nam là phương Nam so với Ấn Độ, Bắc là phương Bắc so với Ấn Độ. Nên hai dòng truyền thừa khác nhau, và đấy hai cái bộ kinh khác nhau. Nên cái bộ kinh bằng tiếng Pali á, là bộ kinh Nikaya. Chúng ta qua cái phần thứ ba, nội dung. Kinh Nam truyền. Kinh Nam truyền á bằng tiếng Pali gọi là kinh Nikaya. Nói kinh Nam truyền là Phật giáo Nam truyền sử dụng bộ kinh này chứ không phải bộ kinh này của Phật giáo Nam truyền. Hai đó khác nhau, kinh là của chung của tất cả những người con Phật chứ không có nghĩa là kinh Nam truyền Pali là kinh của Phật giáo Nam truyền, là không phải. Mà Phật giáo Nam truyền lấy bộ kinh này để sử dụng tu tập, cho nên đó là kinh Nikaya ta gọi là kinh Nam truyền, chứ thật ra không phải kinh của Nam truyền, mà Nam truyền lấy bộ kinh này để sử dụng chứ không phải bộ kinh này là sở hữu của Nam truyền. Hay đó, nó khác nhau. Mình hiểu nào, kinh là chung tất cả các vị tổ của Nam truyền và Bắc truyền trong vòng gần 300 năm đầu là cùng chung một vị tổ, giống nhau hết. Nam truyền và Bắc truyền là giống nhau trong 300 năm đầu tiên ở thời kỳ chánh pháp, cho nên tổ của Bắc truyền vẫn là tổ chung với Nam truyền. Như tổ Maha Ca Diếp, tổ A Nan, U Ba Cúc Đa, Thương Na Hòa Tu vân vân là chung một tổ. Nam truyền và Bắc truyền chung tổ, và lúc đó cũng chưa sử dụng kinh riêng mà sử dụng chung của kinh điển, đó là kinh điển mà Đức Phật thuyết được ghi chép lại, được ghi lại bằng cách nhớ lại, đó là ngôn ngữ Magadhi, tức là tiếng Ma Kiệt Đà. Cho nên kinh điển không của ai cả mà của tất cả những người con Phật, chứ không phải nói là kinh điển Bắc truyền là của Bắc truyền, kinh điển Nam truyền là của Nam truyền, mà Bắc truyền xài kinh đó, Nam truyền xài kinh đó mà thôi. Cho nên á, kinh điển Pali á gọi là kinh Nikaya,
Kinh Nikaya gồm có 5 bộ, xin lỗi, 5 bộ. Trường bộ, trung bộ, tương ưng bộ, tăng chi bộ, tiểu bộ. Trường bộ là những bộ kinh mà rất nhiều chữ. Trung bộ là những bộ kinh chữ vừa vừa, tức là ít chữ hơn chút. Tăng chi bộ nói về pháp số, nói về pháp, một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp, tăng dần lên gọi là tăng chi. Tương ưng bộ là những bài kinh giống nhau. Ví dụ Đức Phật thuyết ở đây bát chánh đạo, ở kia bát chánh đạo, thuyết trên trời bát chánh đạo, ở cung rồng bát chánh đạo, thì tất cả những bài kinh thuộc về bát chánh đạo người ta ghi lại chung một cái quyển đó, thì gọi là tương ưng, kinh tương ưng. Còn tiểu bộ là tất cả những cái bài kinh còn lại được gom góp, những bài nhỏ, những câu chuyện liên quan vân vân, thì được gom lại chung thành một bộ gọi là kinh tiểu bộ. Như vậy Phật giáo Nam truyền đã lấy cái bản kinh Pali này để sử dụng cho tới ngày hôm nay, và được bảo toàn nguyên y luôn, không thêm không bớt. Khi kết tập kinh điển xong không thêm không bớt. Đó là Phật giáo của Nam truyền. Cái thứ hai nữa, Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo Bắc truyền á, thì truyền về phương Bắc. Truyền phương Nam á, ví dụ như Sri Lanka, Lào, Thái Lan, Campuchia, rồi Miến Điện đó, Việt Nam. Phật giáo Bắc truyền thì truyền sang Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam, là truyền sang phương Bắc của Ấn Độ. Nam truyền truyền theo phương Nam của Ấn Độ. Thì giữa Nam truyền và Bắc truyền có sử dụng văn bản kinh khác. Bắc truyền á thì sử dụng kinh A Hàm, viết ra bằng tiếng Sanskrit. Và sau Bắc truyền, vào sau thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ sáu, thì Bắc truyền phát triển lên một bậc thứ hai gọi là Phật giáo Đại thừa. Phật giáo Đại thừa hoặc là Phật giáo phát triển. Phật giáo Đại thừa. Trong Phật giáo Đại thừa thì phát triển rực rỡ nhất là ở Trung Hoa. Nên Phật giáo Đại thừa phát triển rực rỡ nhất ở Trung Hoa. Cho nên Phật giáo Đại thừa là mạnh về A Hàm bằng tiếng Sanskrit và Hán Tạng. Tức là những tạng kinh viết bằng nhà chữ Hán, thì người ta gọi đó là Hán Tạng. Và tạng kinh viết chữ Hán thì rất là nhiều, nhiều hơn tạng kinh viết bằng chữ Pali. Rồi người ta mới hỏi là tại sao mà Đức Phật thuyết người ta ghi hết bằng tiếng Pali nên có nhiều đó, mà giờ lại tiếng Hán lại ra nhiều như vậy. Người ta đó, thì có nhiều người giải thích bằng nhiều kiểu khác nhau. Có nghĩa là có những bài kinh mà Đức Phật thuyết ở cung rồng, thuyết ở cõi trời, sau này mới được kết tập lại, gom lại, thì lại gom lại vào ở phương Bắc mà theo cái kinh điển của Bắc truyền, cho nên nhiều. Với cái thứ hai nữa, một số cái bài kinh mà do tổ thuyết, tổ viết, đáng lẽ tổ viết là luận chứ không phải là kinh, nhưng mà do người ta kính trọng quá, người ta gọi đó là kinh, nên ghép vô tạng kinh luôn. Ví dụ như kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Thì Lục Tổ Huệ Năng là tổ chứ đâu phải là Phật. Phật thuyết mới gọi là kinh, nhưng mà tổ thuyết cũng gọi là kinh luôn, tại vì quá kính trọng. Cho nên đời này đề kia kính trọng gì đó, người ta đưa vô tạng kinh luôn. Nên cái kinh nhiều hơn với kinh điển của Nam truyền. Kinh điển A Hàm gồm có 4 bộ, là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Gồm có 4 bộ. Như vậy ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu kinh điển của nhà Phật để mình hiểu rõ mà mình tu tập thì là chúng ta tìm như thế này. Thầy sẽ liệt kê ra mà quý vị search internet hoặc đi tìm kiếm các bài kinh này. Nếu ta muốn am tường tất cả giáo điển của nhà Phật thì chúng ta hãy tìm kinh luật lệnh thế này.
tạng kinh á, luật luận á, thì thứ nhất á là kinh Nikaya bằng tiếng Pali có 5 bộ. Thứ hai, kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit có 4 bộ. Thứ ba là Đại Chánh Tân Tu, nhiều bộ lắm, nhiều bộ được kết tập tại Nhật Bản bằng tiếng Hán. Kết tập tại Nhật nhưng mà bằng tiếng Hán chứ không phải là tiếng Nhật. Kinh thứ tư là Càn Long Đại Tạng Kinh. Càn Long Đại Kinh viết bằng chữ Hán. Kinh thứ năm là Kinh Tây Tạng, Đại Tạng Kinh Tây Tạng viết bằng tiếng Tây Tạng. Kinh thứ sáu, Đại Tạng Kinh tiếng Anh. Đại Tạng Kinh tiếng Anh, quý vị tìm Đại Tạng Kinh tiếng Anh á trong quật quay nha, access to inside trong phần tiếng Vitaka. Access dưới tiếng Anh á, access to inside. Rồi enter này cái mình vô phần Tipitaka tam tạng giáo điển á, Tipitaka. Thì chúng ta thấy tam tạng bằng tiếng Anh ở trong này là trong cái trang web trong quật quay web access to inside.org, access to inside.org. Và vô cái phần Tipitaka thì chúng ta sẽ thấy. Và cái thứ bảy, Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Trong bảy cái Đại Tạng Kinh này chúng ta sưu tầm hết rồi mình ngồi mình đọc. Nếu mình đọc một ngày khoảng chừng 6 đến 8 tiếng đồng hồ thì chúng ta đọc hết 7 cái tạng kinh này mất hơn 100 năm. Đức Phật thuyết pháp á có nửa trăm năm thôi, nhưng mà mình á là đọc lại phải mất hơn 100 năm. Cho nên ai muốn luyện hết giáo pháp của nhà Phật hãy tìm 7 cái Đại Tạng Kinh này đọc đi. Đâu có nhiều đâu, có hơn 100 năm mà. Gán sống qua 100 năm đọc hết là chúng ta sẽ đọc hết tất cả kinh điển nhà Phật. Nhưng mà đọc hết kinh điển nhà Phật rồi không tu cũng không đắc gì chân. Khi lẫn quên hết, chết mất tiêu. Cho nên mình học những cái phần nào mà mình đủ hiểu để mình tu giáo pháp nhà Phật, chứ không phải ham đọc hết tất cả kinh điển của nhà Phật. Cái này là tạng kinh nè. Rồi á, cái tạng luật á thì thường á có nhiều cái bộ lực lắm, nhưng mà thường là ta nghiên cứu á về bộ lực tứ phần, lực ngũ phần. Nhưng ta xài á là luật á thì là luật tứ phần. Lực tứ phần, lực ngũ phần, lực bí xô, lực ma ha tăng kỳ, lực ma ha tăng kỳ vân vân, lực trường hàng đó. Về phần lực, còn về phần luận á của Nam truyền á thì ta tìm á đọc là luận A Tỳ Đàm, tức là vi diệu pháp. Còn Bắc truyền á thì nhiều lắm. Bắc truyền có A Tỳ Đàm, rồi nhiều lắm sớ sao sớ giải, ví dụ như Đại Trí Độ Luận, Tỳ Bà Sa Luận, rồi á là Đại Thừa Khởi Tính Luận, nhiều lắm. Cho nên ở Bắc truyền là luận nhiều lắm. Cái đó là những bộ luận lớn của vị nổi tiếng viết. Còn các cái mà vị mà viết để giải thích kinh lực luận sách á thì vô số. Ở Bắc truyền đọc không hết sách nổi đâu.
nhiều lắm, nhiều vị tổ vị thầy nhiều ngàn năm viết sách vô cùng vô tận, dịch tiếng này tiếng kia. Do đó người ta có duyên với sách nào người ta đọc sách đó. Nếu mình có duyên với sách nào đọc sách đó, ví dụ như người ta đọc Bộ Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Hiện Thiện Hoa, cũng là luận của Bát Chuyện. Ví dụ như chúng ta đọc là Niệm Phật Thập Yếu Hòa Thượng Thiền Tâm, hoặc là Thiền Thất Khai Thị Lục, hay là đọc những quyển của Hòa Thượng Thanh Từ, Thiền Tông Việt Nam, Bước Đầu Học Phật, Tu Là Chuyển Nghiệp, vân vân. Thì tất cả đó ở trong Bát Chuyện đó gom vào ở trong tạng luận, để làm sáng tỏ kinh và luật. Cho nên khi mà chúng ta học kinh là không cần mình đã học hết tất cả những bài kinh, và luật cũng không cần học hết tất cả luật, và luận cũng không cần đọc hết tất cả luận. Do đó mà chúng ta muốn tu được thì chúng ta hãy tùy vào mình là ai. Ví dụ như mình muốn tu được thì kinh thì là mình phải thông về kinh Tứ Đế, kinh Tứ Diệu Đế, kinh Tứ Diệu Đế, kinh Thủ Chuyển đó, mà mình thông cái bài kinh này là tu đủ rồi đó. Bài kinh Tứ Diệu Đế, tại vì cái bài kinh này là Đức Phật dạy cho năm em Kỳ Nhận Như đắc quả A La Hán mà, cho đó cái bài kinh này là đủ để đắc quả A La Hán rồi đó. Và kinh Vô Ngã Tướng, nên là kinh Tứ Diệu Đế và kinh Vô Ngã Tướng. Còn giới luật á, những người cư sĩ tại gia thì chỉ cần năm giới, Bát Quan Trai tám giới, nếu ai mà ngon chút nữa thọ giới Bồ Tát năm tám giới thôi. Còn luận á thì thấy cái nào phù hợp. Ví dụ như ở nước Việt Nam mình á, thường hay người ta học luận của Phật Học Phổ Thông để nắm các cái căn bản ở trong cái Phật giáo để mình tu tập, và mình nghiên cứu này thôi. Còn thực hành, mình hãy đến những cái nơi chuyên môn. Ví dụ như mình tu tịnh độ, nơi chuyên môn tịnh độ, tu thiền, nơi chuyên môn thiền, tu mật, nơi chuyên môn mật, vân vân. Rồi người ta thọ những khóa tu, thọ pháp từ từ, rồi mình học hỏi từ từ, mình nâng lên, nâng lên, nâng lên. Chứ không cần phải đọc hết tất cả kinh điển giáo điển của nhà Phật. Tuy nhiên nếu mình nghiên cứu sâu hơn thì tốt nhất là chúng ta nghe hết cái bộ Nikaya bằng phai tiếng, hoặc là bằng sách đọc, bằng sách viết, dần dần. Nên khi mà chúng ta nghe hết cái bộ Nikaya, còn người nào mà chưa biết từ ngữ của Phật Pháp á, thì chúng ta tìm cái bộ 8 quyển sách quý trích trong Phật Học Phổ Thông á, thì chúng ta sẽ hiểu được từ ngữ Phật Pháp 8 quyển sách quý trong Phật Học Phổ Thông á. Đọc hết 8 quyển sách quý đi, rồi chúng ta đọc cái khác, ta biết được từ ngữ khái niệm của Phật Pháp. Nghe hết bộ kinh Nikaya đi, rồi chúng ta học nâng cấp lên, chúng ta học qua Vi Diệu Pháp, A Tỳ Đàm, rồi là tất cả kinh điển đọc cũng hiểu, tại vì biết được khái niệm của từ ngữ và khái niệm của giáo pháp, thì cái bài kinh nào chúng ta cũng hiểu, và mình áp dụng vào trong đời sống tu hành của mình sẽ có sự chỉnh sửa, từ từ sẽ có sự chỉnh sửa, từ từ mình nâng lên cao hơn bằng cách học hỏi tu tập, chỉnh sửa học hỏi tu tập, đó là được. Thôi ta hết giờ, ta nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị đã chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom Meeting thầy cũng nói về, nhắc tới chắc lui thôi, về quý vị mua thuốc, là chùa mình không có bán thuốc trên mạng, người ta giả danh. Cho nên quý vị nào gặp trường hợp giả danh nói chùa bán thuốc là không có phải. Cho nên liên hệ điện thoại chùa để xác minh rõ ràng hơn. Số điện thoại bàn của văn phòng 0283877 3877, số điện thoại di động của văn phòng của chùa Pháp Tạng mình 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã cùng đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem lại những công trình, đem lại những phần quà yêu thương cho mọi người, giúp đỡ người dân như nhà tình thương, cầu thông nông thôn, đường thông nông thôn, các học bổng, xe đạp, dân dân, người nghèo, khuyết tật,
Và ông ta cũng đang xây dựng nhà cầu đường liên tục. Là chùa mình đang sửa thì các khóa tu tập chung mà tạm ngưng. Khi nào giảng đường xong chúng ta sẽ tu tập chung lại. Và rất cảm ơn quý vị vừa qua cũng đã hùng phước để sửa chữa chùa mình. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị giơ tay hồi hướng. Y đằng nô nha thì nặng hoàn tu sư phi ta hoàn tu nha ta nhu. Y đằng nô nha thì nặng hoàn tu sư phi ta hoàn tu nha ta nhu. Y đằng nô nha thì nặng hoàn tu sư phi ta hoàn tu nha ta nhu.